mẹ diễn viên Mai Phương khi ở một mình tôi mới rơi nước mắt. Hiện tại mẹ diễn viên Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan để chăm sóc con. Những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi và phải nhập viện điều trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên, sáng 20 tháng 8, nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn đang nằm điều trị tại khoa chuyên về phổi bệnh viện 175 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ mẹ ruột Mai Phương, bà từ chối tiết lộ bệnh tình hiện tại của con gái, nhưng vẫn hy vọng giới truyền thông sẽ cập nhật thông tin chính xác nhất, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của nữ diễn viên. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ mạnh mẽ đã ngoài tuổi ngũ tuần kể rằng, ngày xưa khi mang bầu, khi nhập viện, bà phải chờ đẻ thêm mất 12 ngày. Chào đời với hình hài khá dài dặn, sau này Mai Phương cũng là người tự lập, luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống. Có thời điểm bà thấy con gái đi làm vất vả nên động viên khuyên ngăn. Nhiều lúc mẹ con xảy ra tranh cãi, chỉ vì Mai Phương ăn uống không được nhiều, lại thích giữ eo sợ mập. Khi có các nghệ sĩ và người đại diện đồng nghiệp của Mai Phương đến thăm, mẹ cô vui vẻ tiếp đón trò chuyện. Tâm sự với người đại diện của Quách Ngọc Ngoan, Phượng Channel đến trao quà ủng hộ, mẹ Mai Phương nói: "Sự việc xảy ra tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm giác như con mình ốm đau bình thường. Khi nở một mình tôi mới rơi nước mắt. Khóc không phải vì buồn mà tủi thân, vì suy nghĩ mình chỉ có một đứa con duy nhất mà nó lại bị như vậy. Tôi cũng rất xúc động với tình cảm mà đồng nghiệp khán giả dành cho Mai Phương." Vị sư cô, người trực tiếp chăm sóc vở cảnh Mai Phương vào buổi sáng đầu tuần cho biết, tình hình sức khỏe của cô diễn viên cỏ dại đang tiến triển tốt hơn. Dù đang phải truyền nước, nhưng Mai Phương vẫn có thể trò chuyện được với mọi người. Về lịch trình điều trị, Mai Phương phải ở bệnh viện trong vài ngày để các y bác sĩ theo dõi, đưa ra kết quả chính xác nhất. Các bác sĩ ở đây rất tốt với Phương và xem cô ấy như người nhà nên mọi người cứ yên tâm, sư thầy nói thêm. Hiện tại nằm chung phòng với diễn viên Mai Phương, còn có bệnh nhân khác. Người nhà cô kể rằng việc quá nhiều người vào thăm hỏi ngày 19 tháng 8 cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Để tránh sự chú ý, hiện căn phòng Mai Phương nằm điều trị đang được tạm dán giấy báo phía bên ngoài và hạn chế người ra vào. Cũng trong sáng qua, diễn viên Khánh Ngọc, ca sĩ Tần Khánh đã sắp xếp thời gian đến gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết. Khánh Ngọc kể rằng bà mẹ một con vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Mẹ Mai Phương nhận sự giúp đỡ của đại diện diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Phượng Channel. Căn phòng Mai Phương nằm điều trị đang được dán giấy báo ở ngoài và hạn chế người ra vào.